Chào cờ. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Tiếp tục thực hiện quyết định số 48 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017, tức ngày 29 tháng 6 năm Đinh Dậu, tại di tích đền Thủy Trung Tiên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, được sự nhất trí của Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận tổ chức lễ khánh thành và đón nhận xếp bằng di tích danh lam thắng cảnh cấp thành phố đền Thủy Trung Tiên. Đến dự với buổi lễ hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu. Về phía đại biểu thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Thị Thăng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Đến dự với buổi lễ còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí. Đến dự với buổi lễ hôm nay còn có đồng chí lãnh đạo đại diện cho quận Tây Hồ và phường Yên Phụ. Về phía đại biểu quận Ba Đình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban dân quận. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Đến dự và lễ thị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí là Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân quận, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân quận qua các thời kỳ, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành chuyên môn thuộc quận, các đơn vị hiệp quản khối quản trên địa bàn quận, các đồng chí là thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Văn hóa Xã hội của 14 phường, các giáo sử, sử học, các bác, các đồng chí là đại diện Ban quản lý di tích trên địa bàn quận, các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều đóng góp tài lực trong quá trình phục dựng di tích đền Thủy Trung Tiên. Xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các bác, các đồng chí. Về phía đại biểu phường Trúc Bạch, xin trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân và Ủy ban nhân dân, các đồng chí là trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Ban chỉ huy công an, cán bộ văn hóa thông tin, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư, đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Trúc Bạch tới dự và đưa tin cho lễ khánh thành. Còn có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và thành phố. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Chúc lễ khánh thành của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban dân quận báo cáo kết quả vận động và quá trình phục dựng đền Thủy Trung Tiên. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
Kính thưa đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Kính thưa đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Kính thưa đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các vị đại diện của các sở ban ngành của thành phố, các vị nguyên lãnh đạo của quận Ba Đình, các nhà tài trợ và thưa toàn thể nhân dân. Đền Thủy Trung Tiên là ngôi đền nằm trên đảo Hồ Trúc Bạch, một địa điểm rất đẹp trong quần thể thắng cảnh Tây Hồ Trúc Bạch. Trải qua thăng trầm của lịch sử, di tích đền Thủy Trung Tiên không còn lưu giữ được kiến trúc ban đầu. Trước thực trạng đó, nhằm bảo tồn và phát huy một không gian văn hóa tâm linh khu vực Hồ Trúc Bạch, Ủy ban quận Ba Đình đã báo cáo đề xuất với các cấp của thành phố và Bộ Văn hóa để khôi phục tôn tạo đền Thủy Trung Tiên. Trong quá trình triển khai thực hiện phụng dựng di tích, Ủy ban quận Ba Đình đã nhận được sự quan tâm đóng góp to lớn của các nhà khoa học lịch sử Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành của thành phố. Dự án phụng dựng đền Thủy Trung Tiên đã được đi vào và chuẩn bị từ những năm 1995 của thế kỷ trước và trải qua bao thời gian, và thực sự dự án được đi vào công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2003 cho đến nay. Và quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã thực hiện nghiêm túc theo luật di sản những chỉ đạo của Bộ Văn hóa, của Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép tôi được báo cáo những thời gian mà công tác chuẩn bị đầu tư dự án đã đi qua. Đó là tháng 6 năm 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo và Sở Văn hóa Thông tin, nay là Sở Thể thao và Du lịch, đã có văn bản về việc phụng dựng tôn tạo đền Thủy Trung Tiên. Tháng 2 năm 2004, đã có những hội thảo khoa học lịch sử Việt Nam và hội thảo đã có những văn bản để nêu lên phát huy, bảo tồn, phát huy giá trị của đền Thủy Trung Tiên. Tháng 3 năm 2005 là cơ quan quản lý di tích thành phố và Sở Văn hóa Thông tin đã có những văn bản chấp thuận. Tháng 3 năm 2005, Sở Văn hóa Thông tin đã có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa Thông tin. Tháng 6 năm 2005, Ủy ban quận Ba Đình đã có tờ trình báo cáo thành phố về phụng dựng đền Thủy Trung Tiên bằng nguồn vốn xã hội hóa và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Tháng 4 năm 2005, Cục Di sản Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã có văn bản góp ý về dự án của đền Thủy Trung Tiên. Tháng 3 năm 2007, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Quy hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những văn bản thỏa thuận, chấp thuận về những đề nghị của Ủy ban quận Ba Đình. Tháng 4 năm 2008, quận Ba Đình đã phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thục, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị khoa học, mời toàn bộ các nhà khoa học, các nhà sử học để tọa đàm và đã thống nhất để quận Ba Đình phục dựng đền Thủy Trung Tiên và xây dựng cầu đá vào đảo Hồ Trúc Bạch. Và cho đến tháng ngày 16 tháng 8 năm 2011, Bộ Văn hóa đã có văn bản thỏa thuận toàn bộ phương án kiến trúc. Và quận Ba Đình ngày 9 tháng 12 năm 2011, Ủy ban quận Ba Đình đã có quyết định 3371 về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện dự án đầu tư phụng dựng đền Thủy Trung Tiên và xây dựng cầu đá vào đảo Hồ Trúc Bạch bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, có thể nói một chặng đường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã phát huy giá trị văn hóa để chúng ta lập dự án và đã được các cấp chấp thuận. Và ngày hôm nay, đền Thủy Trung Tiên đã được khang trang phụng dựng lại và đã nói lên ý nghĩa lịch sử. Cho phép tôi
xin nêu lại hai câu lịch sử của đền Thủy Trung Tiên: Trúc Bạch hợp cảnh trừng ngư nguyệt, Thủy Trung tiền từ tráng lệ hoa. Có nghĩa là ánh trăng đẹp tụ lại tại hồ Trúc Bạch, hoa lá đẹp tôn vinh đền Thủy Trung Tiên, thực tráng lệ. Tiên thị thủy tiên hộ quốc nguyên mặt chắc, nghĩa là vị tiên trong nước công hộ quốc uy linh không thể nói hết. Nữ trong thần nữ, an dấu đức nam lường, ngoài là thần trong là giới nữ, độ cho dân đức lớn ấy chẳng đếm đo được. Kính thưa các vị đại biểu, với những tình cảm tốt đẹp, cho phép tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, những nhân dân đã tham gia tích cực đóng góp để bằng nguồn xã hội hóa, và công trình đã có tổng mức đầu tư xít soát 16 tỷ đồng. Báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy là người trước đây đã là trực tiếp chỉ đạo sát sao cho quận Ba Đình việc này, thì hoàn toàn tiền để phục dựng đền và xây dựng cầu là xã hội hóa 100%. Cho nên một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các vị lãnh đạo, cảm ơn những nhà tài trợ, cảm ơn nhân dân chúng ta đã góp công, góp sức để chúng ta có một ngôi đền ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Viết Bình, Chủ tịch Ủy ban dân quận. Tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lên công bố quyết định của Ủy ban dân thành phố và điều hành nghi lễ đón bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp thành phố đền Thủy Trung Tiên. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Kính thưa đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Kính thưa các nhà khoa học, lịch sử. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình. Kính thưa các quý vị đại biểu, các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình, phường Trúc Bạch. Thưa ủy quyền của các cấp lãnh đạo, cho phép tôi xin được công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội số 5754 Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2017 quyết định về việc xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh đền Thủy Trung Tiên, đóng mở ngoặc Thủy Trung Tiên Tử. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, căn cứ hồ sơ di tích và xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại tờ trình số 307 ngày 15 tháng 8 năm 2017 quyết định điều 1 xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh đền Thủy Trung Tiên Tử, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điều 2 nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích và đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Điều 3, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và thành phố. Điều 4, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý,
đề nghị các vị đại biểu và các đồng chí nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt cho lãnh đạo thành phố lên trao bằng di tích đền Thủy Trung Tiên. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình lên nhận bằng của lãnh đạo thành phố. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, các đồng chí đại diện cho ban di tích cùng lên dự chứng kiến và chụp ảnh với lãnh đạo thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa nhân dân, giờ phút hết sức quan trọng là chúng ta đã được đón nhận bằng công nhận di tích của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Và sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và nhân dân chứng kiến lễ cắt băng khánh thành đền Thủy Trung Tiên. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Hoàng Minh Dung Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình; đồng chí Đỗ Viết Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình; đồng chí Đặng Văn Đường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Trần Quang Dũng, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Ba Đình; đồng chí Nguyễn Hồng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch. Trân trọng kính mời 9 đồng chí chúng ta đại diện cho các đơn vị tập thể là lãnh đạo thành phố lên cắt băng khánh thành đền Thủy Trung Tiên. Trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu. Đếm rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận Ba Đình và các đồng chí đại biểu chúng ta vào dâng hương tại đền Thủy Trung Tiên. Trân trọng kính mời các đồng chí. Thank you.